Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến các anh chị và các bạn một chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2017. Đây là phiên bản G nha các bạn, bản số tự động. Đây, chiếc xe phía sau lưng Huy đây. Chiếc xe này chủ xe đi rất là kỹ, gia đình sử dụng các bạn, cá nhân, một đời chủ. Mới đi được có khoảng 35.000 cây số thôi. Xe rất là đẹp. Thì Huy sẽ mời các bạn xem chi tiết về ngoại thất và nội thất của chiếc xe để xem chiếc xe này có phù hợp cho gia đình mình sử dụng hay không nha các bạn. Rồi, Huy mời các bạn ạ. Đây các bạn, đây là chiếc xe Innova 2017, xe gia đình, bản G nha các bạn, số tự động. Mới đi được 35.000 cây số thôi, màu trắng. Xe rất là đẹp nha. Xe này thì bên Huy mới lái về, chưa có làm Marukuri lại. Nhưng mà về chất lượng ngoại thất của chiếc xe này còn rất là đẹp. Chạy ít các bạn, 2017 mà mới chạy được 35.000 cây số thôi. Đèn rồi các bạn có thể xem qua, còn rất là mới. Khe hở giữa các chi tiết, đèn, capo, dưới cản, dưới vè. Các chi tiết là khá là kín khít với nhau. Này các bạn thấy ha, từ phía trước ra sau màu sơn đồng nhất. Về chất lượng của sơn cũng như là về tình trạng ngoại thất của xe. Đó, vỏ xe này các bạn xem qua. Vỏ xe này đây, vỏ nguyên bản theo xe, sản xuất tuần thứ 41 của năm 2017. Thì xe này được khách hàng mua năm 2017. Đó, có dán phim rồi nha các bạn. Xe thì bên Huy trước khi lái về thì bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục rồi. Tình trạng của xe thì bên Huy cam kết không đông đụng, không ngập nước. Tình trạng động cơ và hộp số còn nguyên bản, cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe nha các bạn. Này, ở phía sau thì chúng ta có thể nhận thấy được xe này có trang bị camera gear phía sau nha các bạn ha. Cùng với đó là hai cảm biến gear phía trên cản sau. Innova số tự động thì rất phù hợp cho gia đình sử dụng các bạn. Vì 8 chỗ khá là rộng rãi. Cái này thì cái bánh xe cua thì bên Huy có lái đi sơn lại cái mâm ha, cái mâm nó hơi trạng tí xíu đó, các bạn có thể xem chi tiết ha, về cái dàn gầm. Gầm nhún thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Những cái chi tiết hầu như là còn nguyên bản. Này các bạn thấy ha, Innova bảo trì bảo dưỡng khá là rẻ, và đặc biệt là đối với số tự động thì còn rẻ hơn ha, bảo dưỡng rẻ hơn so với số sàn luôn nha các bạn. Đây, vỏ sau bên phải. Sơ lược cho anh chị nắm về phần ngoại thất của chiếc xe. Thì Huy sẽ mời các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá chi tiết về chất lượng của chiếc xe Innova bản G 2017 này nha. Huy mời các bạn ạ. Đây các bạn, đây là cái phần nội thất bên trong của xe. Thì cái bánh xe cua này thì bên Huy đã sơn lại cái mâm rồi nha các bạn. Sơn lại rất là đẹp. Mâm xe thường thường hay bị trai xước nhẹ nhẹ các bạn. Dưới sàn thì chủ xe đã lót sàn simili, ghế đã bọc da. Còn đây là cái chỗ để cái con đội đồ nghề nha các bạn. Còn rất là mới. Chưa một lần sử dụng các bạn. Chưa một lần sử dụng. Rồi cái này mình đóng lại thì có cái chỗ cái núm này ha, mình xoay này để khóa lại cái chỗ cái nắp mở này. Ghế bọc da rất là mới, chủ xe đi giữ cũng rất là kỹ các bạn. Xe này mới đi 35.000 số, gia đình sử dụng không thôi. Đó, cho nên là mọi thứ còn rất là đẹp. Và chủ xe cũng rất là kỹ nha các bạn. Bên Huy lái về chưa có vệ sinh, chưa có làm maru. Nhưng mà về phần ngoại thất cũng như là nội thất của trong xe thì không có bị dơ, không có bị dơ nhiều. Rất là sạch sẽ các bạn. Và thơm nữa, gia đình sử dụng cho nên rất là kỹ.
Đó, các bạn có thể thấy qua là những cái phần tắp bi cửa như thế này mà không có một vết trầy xước là các bạn biết kỹ cửa nào rồi. Đó, ghế da. Xe này 8 chỗ nha các bạn, 8 chỗ. À, phía sau này thì mình ngồi 3 người. Nếu trường hợp là mình đi 2 người thì mình có thể gập cái tựa tay này xuống để tựa tay để ly nước dùng. Và ở phía trước, sau lưng của hai cái ghế phía trước là có cái khay để đồ được 10 kg nha các bạn. Khi nào mình cần dùng bữa ăn á, thì mình có thể là gập cái phần cái khay này lên để mình sử dụng. Và trên trần mình thích nhất ở cái xe bản tự động này là sẽ có dải đèn LED chạy từ ở bên này qua bên kia, màu xanh dương, giống như màu này. Vào buổi tối thì nó sẽ ánh lên cái màu rất là đẹp các bạn. Nó làm cho không gian nội thất bên trong rất là dễ chịu, mắt nhìn rất thoải mái. Về hệ thống điều hòa thì xe này là hai dàn lạnh và sử dụng hệ thống điều hòa tự động. Đây là công tắc. Chủ xe rất là kỹ, cái tem này vẫn còn rẻ luôn nha các bạn. Tự động, hai cửa gió và mỗi hàng ghế thì đều có hai cửa gió lần các bạn. Cho nên là về hệ thống điều hòa, hệ thống lạnh của Innova, lạnh làm lạnh rất là nhanh và lạnh cực kỳ là sâu luôn. Đây, thường là vị trí cửa tài xế là dễ bị trầy xước nhất về phần tắp bi cửa, nhưng mà Huy thấy là không có bị trầy xước một xíu nào cả. Họ quay chi tiết cho các bạn xem. Chiếc xe này khá là chắc đó các bạn. Chủ xe đi giữ kỹ nội thất bên trong. Các bạn có thể xem sơ lược Huy quay. Nếu như các bạn nào có nhu cầu thì đến xem trực tiếp nha. Đó. Khá là ok. Vô lăng này có những cái phím đồng thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, chuyển bài rồi đầy đủ. Còn về cây số của chiếc xe này chính xác luôn nha các bạn. Cây số này là cây số chuẩn của xe luôn. Là hiện tại nó đồng hồ ấp thi trong khá là đẹp. 35.756 cây số nha. Ở trên tắp lô thì có ốp gỗ, DVD, camera gear, hệ thống điều hòa phía trước, điều hòa tự động. Đó. Hộp số thì có chế độ Eco Power và hệ thống trung trượt luôn các bạn. Ổn định điện thân xe. Ok rồi, sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về tình trạng ngoại thất và nội thất của chiếc xe Innova 2017 này. Xe này thì đang được bên Huy chào bán với giá là 690 triệu nha các bạn. 690 triệu cho một chiếc xe số tự động 8 chỗ rộng rãi, xe chạy ít, gia đình sử dụng kỹ, màu trắng, tôi nghĩ khá là hợp lý. Xe thì bên Huy đã bảo dưỡng, đã kiểm tra 176 hạng mục và cấp giấy chứng nhận chất lượng của chiếc xe. Cho nên là các bạn nào có nhu cầu thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe, mình có thể tham khảo mua về và sử dụng cho gia đình mình nha. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.